giấy hoặc là bằng bằng mũ các bạn dán ở đây á, thì cái máy cắt nó sẽ... Hello, chào các bạn. Hôm nay mình muốn cắt mấy cái chai mà cái chai đựng rượu của mình uống xong rồi còn các bạn. Mình sẽ cắt lại để làm bình bông hoặc là làm ly uống bia cũng được. Mình ra sau nhà mình thì mấy cái chai này thì mình xài rồi, nó còn rất là nhiều. Nó có đủ loại hết. Cái này rượu vodka, còn có một mớ thì rượu cột lu, rồi Hennessy hoặc là đủ thứ. Thì mấy cái này thì mình cắt xong rồi mình làm cái bình bông cũng được các bạn, mình trưng bông ở nhà cũng rất là đẹp ha. Thì để hôm nay mình chỉ các bạn cái cắt như thế nào nha bạn. Đây là ở nhà mình thì lúc trước mình có làm nhà đó, thì mình mua đại cái máy cắt gạch nè để cắt gạch để dán nhà đó, hoặc là dán mấy cái retainer chỗ này. Bây giờ cũng lâu lắm mình chưa có xài, nhưng mà mình thấy mấy cái chai này ở nhà thì còn nhiều quá, mình bữa nay em nổi hứng mình ra mình đem cái máy này ra mình cắt cái mấy cái chai. Đây các bạn, đây là máy cắt gạch, cắt gạch để làm nhà đó. Cái này mình mua cũng lâu rồi, cái này mình mua cũng khoảng 9-10 năm rồi, lúc mình mới mua nhà mình làm nhà đó. Bây giờ mình đem ra mình cắt gạch thử các bạn ha, để cho các bạn coi cắt cái này nó dễ. Hoặc là có nhiều người ta cắt bằng cái cọng đồng các bạn, nhúng vô xong rồi để nước vô rồi ta đổ nó bơ nước ra đó, thì cắt cái đó thì mình phải mài lại không thôi nó có còn rất là bén. Bây giờ mình sẽ thử cắt cái này các bạn nha. Giờ cái chai này các bạn, có nhiều cái chai nó có cái label ở trên này đó, mà bằng giấy hoặc là bằng mũ các bạn dán ở đây á, thì cái máy cắt nó sẽ cắt không đứt. Các bạn nhớ là trước khi mình muốn cắt ngang đó thì mình tháo cái label ra trước nha. Tại cái lưỡi cưa này chỉ cắt sành đầu thôi, chứ lại cái độ mịn. Các bạn đang nói chuyện có người gọi vô, thì trước khi mình muốn cắt các bạn thì mình sẽ làm một cái lằn á, cái lằn vòng tròn cái chai này, chỗ nào mình muốn cắt á, làm cho mình nhớ. Có nhiều khi cái cưa lớn thì mình đẩy qua cái một được, còn cái cây nhỏ thì mình phải xay cái chai ha, xay cái chai vòng vòng nó mới đứt hết được nha. Bây giờ mình sẽ mát cái chai trước các bạn ha. Cái đây các bạn, bây giờ mình sẽ mát cái chai ha. Thì mình muốn cắt ở chỗ này, cao quá cũng mấy các bạn, cái chỗ này bỏ đi. Mình đo từ đít lên ha, thì là 9.5 được rồi, 9.5 rồi là đúng rồi, 9.5. Mình mát 9.5 đây các bạn ha. Rồi mình qua dòng bên kia mình cũng mát gì các bạn ha, mát cũng góc một chút mình vẽ nó vậy. Thì mình nát xung quanh đây nữa. Xong rồi các bạn, đây các bạn coi đây, những cái dấu mát, nhưng mà mình lấy cái viết màu bạc nó hơi lệch chút xíu đó. Thì mình sẽ vẽ qua cho nó qua đây các bạn ha. Đại khái nó cũng không cần ngay dữ lắm, cũng mình vẽ làm sao mình thấy mà thấy cảm thấy độ ok được các bạn ha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ dùng cái thước này các bạn ha. Dùng cái thước này mình làm cái vòng tròn, thì mình mấy cái mối nãy đó các bạn, mình để nó ngay cái mình ốp xuống gì thôi đó, mình cứ vẽ tới. Thì mình dùng cái viết này, viết nãy là mình vẽ các bạn ha, vẽ theo cái đường thước này. Rồi xoay bên đây. Mình tay trái các bạn thông cảm nha, mình trái mình lúc nào nó nằm cũng ngược máy cái phiên trên.
mình mát cho nó, cho mình biết cái lặng nằm như nào các bạn. Nhiều khi vô nước cái đầu nó máy nó cắt rồi mình không biết chỗ nào đó các bạn. Xong rồi đó đây các bạn, đây là cái dòng các bạn thấy không, cái lặng không đó. Ok bây giờ mình tiến hành cắt các bạn ha. Ok các bạn, giờ nó cái máy nó thấp quá thì mình dỡ cao lên chút các bạn ha. Đây mình dỡ nó cao lên chút xíu. Cái này thì cũng mới cắt lần đầu thôi các bạn ha, có gì ấy các bạn thông cảm giùm nha. Mình cũng bữa nay mình hứng mình làm đại chứ mình chưa cắt lần nào hết trơn á, mà mình thấy cái máy này chắc cắt được rồi. Các bạn sẽ để cái chai mình để sát vô đây nè, máy cưa mình có cái laser các bạn thấy không, cái lần đỏ nó xuống các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình để vô mình cưa thôi. Các bạn nhớ mang sách tiệt lát nha, mang kiến bảo hộ cái mắt của mình nha. Cái này thì nó không có gì đâu nhưng mà mình để chắc ăn thôi. Bây giờ mình mở máy các bạn ha. Các bạn nhớ mở máy lên cho chạy đều ha, để chai vô nha. Đây các bạn, mình cho các bạn thử coi thử một chút. Đây, mình có được một chút rồi đây. Mà các bạn nhớ nha, cắt cái này thiệt là chậm nha. Nếu mà không chậm thì nó sẽ bể nha. Càng chậm càng tốt nha. Cứ từ từ cắt thôi, không có cần gấp.
Đây mình mới vừa cắt các bạn, nhưng mà thì cái chai này biết sao không, nó vuông rồi nó tròn vuông tròn đó, cái mình dẫn không có ngay, thấy mình các bạn hơi méo chút xíu không đó. Đây còn cái dưới đây các bạn, đây thì mấy xíu này thì mình sửa lại được không sao hết, mình là dùng cái máy cắt đó là danh nó danh từ từ nó thì nó bằng lại thôi nha các bạn ha. Đó bây giờ mình được cái bình bông rồi các bạn, cái này mình để mình làm bình bông rồi đẹp lắm, rất là đẹp. Mình sẽ kiếm một cái chai tròn cắt các bạn coi nha, tỷ cái chai này bạn thấy dưới nó vuông nè đó, lúc mình xây cái nó không đều đó thì nó hơi méo chút xíu nhưng mà không sao, mình dùng cái máy cắt mình cắt lại nó bằng lại, thì mấy cái này các bạn mình dùng với nhám á, các bạn chà lại nó bằng lại chứ là đẹp rồi. Cái này nó cũng không có bén được các bạn, bằng lấy với nhám á, mình đánh tròn lại là sẽ thành cái bình bông thôi, là nó đẹp rồi thôi. Để mình đi trong vô cho mà lấy cái miếng nhám mình đánh thử các bạn nha. Thì các bạn mình sẽ lấy với nhám mình chà cho nó các bạn ha, mình nhúng với nước các bạn chà nó thì nó sẽ không còn bén nữa các bạn, nó mình không có thể đứt tay nữa. Đó, ngon rồi các bạn. Ở trong này mình cũng chà vậy nha các bạn ha. Cho mình cũng chà vòng vòng này. Đó, thì nó xong còn bén nữa, nó bằng lại thôi. Cái này mình là các bạn rảnh làm cái này cho mấy bà vợ ở nhà chắc bà thích lắm. Để cái bà thích cắm bông á thì cái bình này bạn rất là thích nó lạ nữa. Đây các bạn thấy không, bây giờ nó không còn bén nữa đó, đó đẹp không đó. Mấy cái này là không phải nứt các bạn, cái này là cái giấy dấu mạc nãy mình dính mực đó. Để mình rửa sạch cho các bạn coi nha. Đây các bạn, đây rửa sạch rồi đó các bạn, thấy không, những cái okay, các bạn đây là cái chai tròn mình mát xong hết trơn các bạn. Giờ mình tiến hành cắt cái chai tròn này các bạn ha. Giờ cắt thôi.
Đây các bạn, thì cái ly này là cái chai cọn lu, các bạn cũng thân biết rồi. Mình nếu mà cái chai ba xị thì nó vừa cái tay, chẳng hạn như mình để mình uống bia rồi cũng được. Còn chai một lít thì nó bự lắm, rất là bự. Mà mình thấy cái chai này thì vừa nhất là để uống bia ha. Còn nếu các bạn muốn cắt để làm cái đựng đồ hoặc là đựng đường rồi này kia thì vẫn đẹp như thường nha. Thì mình sẽ remove cái label này sau các bạn ha. Đây các bạn, đây mình cắt xong rồi mình mới rửa sạch sẽ các bạn. Đây là cái chai cồn lu, hôm nay là mình uống bia được luôn nè. Mình mài lại hết trơn các bạn ha, nó không có bén nữa. Còn cái đây là cái bình bông của mình làm mình cắt lúc đầu đây. Các bạn, cái này mình để mình cắm bông rồi này kia này rất là đẹp, có chữ tên của vodka luôn. Còn cái cột lu này nó có chữ mà treo dưới này các bạn, tiện mà trắng mình cũng khó thấy quá. Đó. Thì cái này mình để uống rượu hoặc là uống bia này kia cũng được hết. Thì clip tới đây cũng hết các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc mọi người vui vẻ nha. Chào các bạn, đây là sản phẩm của mình. Chào các bạn nha, bye bye.